Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game. Mình là Blue. Thì tiếp tục với series ARK nha các bạn. Mà như những tập trước mình đã nói thì ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là đi tem cái con nhện ở trong hang các bạn ạ. Thì tập trước á thì mình đã có đi đi farm, đúng rồi, mình đã đi farm polymer các bạn ạ. Polymer xong rồi mình làm cái áo, gọi là áo cỏ ấy, để ngụy trang á. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị các thứ xong hết rồi. Cái con heo này. Thấy không? Thấy các bạn không? Mình sử dụng cái chiêu con heo à, con cá sấu này. Đó, chỉ các bạn cần là vuốt vuốt lên hoặc là vuốt xuống bên phía tay trái thôi thì nó sẽ chơi cái tuyệt chiêu nha. Chết rồi này. Con rắn này nè, con rắn này nè. Mày hả mày? Đớp gãy cây luôn, các bạn thấy ghê không? Rồi kìa, cái xấu này ghê thật. Mình nâng cho nó, sau này cho nó thật là đam, thật là nhiều luôn bạn. Nâng max đam cho nó luôn, trở thành bá chủ luôn bạn, cái xấu bá chủ luôn. Ây da, con ốc sên đây này. Mình chưa có làm được bánh kem để đi tem con ốc sên nữa. Chắc mấy tập sau thì mới có thể là đi tem được con ốc sên các bạn ạ. Thì tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ đi tem nhện. Đi đi tem nhện để có thể là lấy được bản vẽ giáp dũng cung kiếm các thứ các bạn ạ. Chứ như thế này thì chưa có đi hầm được đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị thôi. Bộ đồ cỏ đâu rồi ta? Thầy bộ đồ cỏ đây nha. Xong hết rồi này, mặc vào thôi. Cái này thì giáp hơi yếu nha các bạn. Đụng đụng tụi nó một phát thôi là nó quýnh cho SML luôn ấy. Mà cái này vẫn chưa đủ nữa, mình cần cái bình bung nữa các bạn ơi. Để em lấy X10 đây. X10 để trong đây rồi. Cái bình này hình như là mình nhớ là chữa được cái gì mà quên mất rồi ta. Mà nó làm từ máu con đẻ đấy, mà mình không nhớ nữa. Đây, bình bung đây rồi. Lấy đại đi. Rồi lấy 3 bình thôi các bạn ạ. Mỗi bình 10 phút lần mà. X10 thì đem cái X10 cũng như là cái thập thối đem để ở ngoài nha. Đó, đút cho con nhện ăn các bạn ạ. Không biết thì còn cái gì nữa không ta. Ok. Mình nghĩ là cái yên. Đúng rồi, cái yên của con nhện nữa các bạn ạ. Thì cái yên của con nhện nó thì level 40 học được nha bạn. Đâu rồi? Đây, level 40 nè. Chitin, fiber, da đủ rồi. Bây giờ cần chitin và fiber thôi. Chitin thì rất là nhiều luôn. Chưa tính là bên kia mình vẫn còn nữa đấy. Ở nhà hơi bị thiếu fiber nha. Đấy, ok chưa? Rồi, ok, giờ mình lên đường đi qua bên kia thôi các bạn ạ. Thì mình sẽ đi qua hang Hunter nha. Dạo này hang Hunter có mấy con nhện level cao lắm các bạn ơi. Thật sự luôn á, level khá là cao luôn. Các bạn thấy không, mình thủ trái trắng kìa. Đó, lỡ như vô đó mà bị con rắn đớp một phát thì còn có đường để mà về nữa. Chứ không mấy hình nằm ở trong đó luôn ấy. Thì các bạn nào mà chơi ở phần offline á, thì mình khuyên các bạn là cứ mỗi một cái hang thì các bạn nên đặt một cái giường tại đó. Để có thể là bạn có thể là hồi sinh được nha. Ví dụ như các bạn bị giết thì các bạn hồi sinh liền do các bạn nhặt đồ lại. Chứ mà các bạn không có đặt giường thì các bạn hồi sinh về nhà xong rồi đi qua bên đó là một khoảng thời gian khá là xa luôn ấy. Đây, con bờ te của mình thì càng ngày nó càng bay nhanh hơn. Thì con bờ te này lên cấp khá là nhanh luôn á. Các bạn thấy không, mình bay mình xoay xoay thôi là nó lên kinh nghiệm nè. Đấy, mới đây gần tới rồi này. Cái này nó sale mình không biết là như thế nào nữa, nhưng mà lâu lâu khó chịu ghê. Ngoài đây quá trời bờ te luôn này. Raptor nữa kìa.
cực ghét tụi Raptor luôn các bạn ạ. Mà bây giờ thì đã có một cái con cạnh tranh với cái vị trí là Raptor của rồi bạn. Thì bây giờ mình ghét cái con rắn Titanopa hơn là con Raptor luôn ấy. Lúc đầu các bạn thề luôn, sinh sống ở khu vực đầm lầy là ghét cái con rắn nó cực luôn ấy. Đây, đến hang rồi nha. Đó, để con bò te ở đây đi, con bò te của mình thì đủ trâu mà. Có thể là không có bị giết đâu. Bây giờ thì mình không cần ăn thịt đâu, đem mình bung ra ngoài để đi. Đó, bây giờ bắt đầu tiến sâu vào hang này. Đây thì mình có để con Sabertooth ở đây nè các bạn. Đó, con Sabertooth của mình để đây nè. Nhưng mà nó lượng máu nó còn khá là thấp. Bây giờ mình đi bộ vô thôi chứ mình cởi nó vô thì mình không có tàng hình được đâu. Mấy con quái nó sẽ đánh hơi được cái con Sabertooth ấy. Thì mình biết cái điều này là rất là nhiều bạn biết rồi, nhưng mà mình vẫn phải nói cho các bạn nào mà chưa biết á. Thì mà khi mà các bạn tem cái con nhện ở trong hang như thế này này, thì các bạn sau này các bạn đi hang khác á, thì các bạn sẽ không bị quái nó đánh nha. Các bạn ngồi trên nhện là không bị quái nó đánh nha. Kiểu như là con quái nó có mùi ở trong hang rồi đó các bạn, kiểu như đồng loại của nó rồi nên nó sẽ không đánh. Ok chưa? Đây, bắt đầu xuống khu vực này nè. Cầm giờ để coi quan sát đây có thằng nào ở đây không cái đã. Thường trên cái phỉnh này thì không có có. Đây đây có một con bọ cạp này. 260 không? Ghê không? Con bọ cạp, thính tem bọ cạp không ta? Thôi mình tem nhện đi bạn. Tem nhện, con nhện nó nhìn nó ok hơn á. Dưới đây thì hơi bị đông luôn nha. Sao nay bọ cạp không vậy ta? Bình thường mình nhớ là khu này nó nhện nhiều lắm mà. Để mình tỉa con bọ cạp này rồi mình đi xuống dưới các bạn ơi. Chưa tới à? Đó, dính rồi. Lụm nha. Ok chưa? Giờ đi mon men xuống thôi các bạn ạ. Mình chỉ sợ cái tụ rắn thôi, cái tụ rắn nó đam nó cao lắm các bạn ơi. Con gì ngoài đây đây? À nhện. Có một con 220 này. Con này khá là ngon luôn mà nó đứng một chùm như thế này thì làm sao đây? Trời ơi. Sau lưng kìa con rắn kìa. Đây con ngoài bìa này là 220 nha. Thử mình ăn bình bung vô nha các bạn. Đó. Bây giờ rón rén lại thôi các bạn ơi. Nó quay mặt qua bên phía mình nữa. Vì thế là hơi khó đấy. Đây ba con luôn. Chờ đợi con rắn nó thấy mình, xử con rắn này trước các bạn ơi. Mày ngẫm liền. Sao mà chống được? Các bạn từ từ thôi nha. Đó, bạn nào yếu yếu là kiểu như đây là coi chừng đấy. Một thằng nữa này. Hết hồn. Nó từ đâu bay ra hết hồn luôn. Đây, mày hả mày. Ô, Tita 220 luôn à, cao đấy. Đây con này nha các bạn, con này 220 nè các bạn có thể thấy nè. Đút lộn cái là chết luôn đấy.
Wow. Các bạn xem kìa, X10 đúc một miếng thịt thối thì được có 16%. Vậy đến tính ra là mình phải đúc cỡ là như ta 6-7 lần gì đó. Hơi bị lâu luôn. Nhưng mà các mấy cái lần đầu tiên như thế này nè thì nó lâu nha. Còn mấy lần sau là mình hứa với các bạn luôn là nó nhanh cực luôn á. Là đúc lia lịa là nó ăn lia lịa luôn. Bây giờ mình cứ giữ vị trí này thôi các bạn, đợi tới khi nào mà nó hiện cái đùi lên á, cái đùi gà đó thì các bạn đút tiếp cho nó thôi, chứ giờ mà di chuyển thì mình sợ nó đánh mình rồi xong đó uổng cái bình X10 quá. Đây bây giờ thì cứ đợi thôi. Thì cái khúc đầu này thì nó hơi bị lâu thôi các bạn. Khúc đầu nó ăn lâu thôi nhưng mà khúc sau thì kiểu như nó đút vài lần thì nó thèm quá thì nó ăn liên tục thôi. Cái bình bung này thì thời gian của nó cũng lâu lắm, hình như là 15 phút hay là bao nhiêu á, mình không nhớ, không rầm là rành nữa các bạn ạ. Để mình xem cho, 10 phút nha các bạn. Bình bung thì nó có công công dụng trong vòng 10 phút. Thì các bạn phải kết hợp giữa cái bình bung này với cái bộ đồ cỏ này nha. Đó, ví dụ như các bạn có bộ cỏ mà không có bình bung á thì các bạn cũng không có làm được đâu, mà có bình bung mà có bộ đồ cỏ thì nó cũng không có tác dụng gì hết á. Đó, phải đủ hai thứ nha. Thì con nhện này level 220 thì cũng khá là cao rồi các bạn ạ. Khá là cao rồi, level trên 200 là trong hang Hunter vậy là cao rồi đấy. Đây đúc được nữa nè. 32 rồi. Từ từ sẽ nhanh hơn thôi. Đó không, các bạn thấy không, từ từ rất là nhanh luôn, chưa đến một phút nữa, chưa đến một phút là nó ăn nữa nè. Mình nghĩ là chuẩn bị nó ăn tới gì bây giờ ở đây này, mình nghĩ là nó ăn 6 lần nha các bạn, 6 lần là chắc được đấy. Đó, mình tem con này xong là mình xử hai cái thằng này luôn, xử hai cái thằng nhện này luôn các bạn. Không biết thì con ngoài bìa bên kia thì level mấy nè. Con level mà bìa bên kia mà level 300 thì thôi xui luôn á. Mình chỉ xem được cái con kế bên thôi, còn con bên kia thì nó hồi nãy lúc nãy thì nó đã bị cản rồi, xem không được. À mà một điều nữa thì các bạn tem nhện thì các bạn vào hang Hunter các bạn tem nha, các bạn đừng vào hang mũi hay là hang độc gì các bạn, hang hang mũi hay hang núi lửa gì các bạn tem nha các bạn. Hang Hunter thì bạn vào hang Hunter vẫn tem, bạn vào hang khác là tem không có được đâu. Đó. Ok. Thành công rồi nha. Rút thôi. Đó. Bây giờ thì đeo cho nó cái yên vào. Thì con nhện này mà khi sau khi nó chết rồi thì nó sẽ không có còn cái công dụng là tàng hình nữa nha các bạn. Các bạn nên nhớ điều đó giúp mình. Khá là chậm luôn. À, level 100 thôi. Level 90. Level còn thấp lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình nhặt cái cục artifact để đổi thử xem có X10 không. Ồ, đây quá nhiều luôn nè. Có con đùm xít ở đây nữa nè các bạn ạ. Thì tập sau nữa thì mình sẽ à đây toàn là level thấp thôi. Tập sau nữa thì mình sẽ tem con đùm xít nha các bạn. Con đùng xít thì các bạn phải cần có phân, phân thì các bạn phải tem con heo, tem con heo xong rồi cho nó ăn rồi nó ỉa rồi nó mới có thể là tem được. Wow, khu này đông vậy. Nhặt cái cục artifact vào nè. Đó, xong mình lên. À, các bạn thấy đơn giản không? Sau khi mà có nhận một cái nó đơn giản cực kỳ. Con này. Mình nghĩ con của mình là level cao nhất ở trong hang rồi đó các bạn ạ. Hên thật sự luôn. Đây các bạn đã thấy thì sớm giờ không? Thì ở những series trước á, thì mình cũng đã có tem nhận rồi. Nhưng mà mình tem con level trăm trăm mấy là cao rồi các bạn ạ.
tại vì hang hunter nào giờ là thú nó level nó không có được cao đó, các bạn thấy không, thú nó level vài chục thôi, con này level cao thì được cái sau này thì các bạn up nó dễ hơn đó. Bây giờ lấy thịt thối cho nó ăn các bạn ạ, thì con nhỏ này nó ăn thịt thối nha, đây là thối ra cho nó ăn ơi. Tí xíu nữa thì mình bấm nó nhảy xuống rồi đó, ăn đi mày. Thì con nhỏ anh này á với mục đích là đi hang. Ê da, xem nó nữa đi lộn đường rồi. Mục đích là đi hang, vì thế là các bạn nâng cho mình là speed. Speed với rồi level 10 luôn kìa. Level 10. À đây có con đùng xít nè. 180 được á, thật sự tập sau chắc mình đi tem con đùng xít quá. Tập sau thì mình lấy con Cybertooth mình vô đây mình dẹp loạn ở đây luôn. Thì nhắc lại thì các bạn nên là nâng speed với stamina cho nó. Đó, các bạn thấy không, chạy một đoạn thì hết stamina luôn. Đi rất là lâu. Cái này mà đi hang Yeti á thì chắc mình nghĩ là phải nghĩ là trên một chục lần á các bạn ạ. Có cho con nhện nó hồi stamina hơn một chục lần luôn ấy. Tại vì các bạn biết không, tại vì hang Yeti nó xa mà nó khó đi nữa. Nhưng mà bạn đi hang Yeti mà các bạn được cái cung mà xịn xịn chừng ca đam trở lên thì thật sự là rất là ngon luôn. Để mình lên rồi mình à mà thôi các bạn ạ, mình nghĩ là mình lên rồi xong rồi đó, mình sẽ để con nhện ở đây rồi mình sẽ đi đổi cái cục artifact thì nó ra cái gì nha, để xem có ra được X10 không nha các bạn, test nhân phẩm lần hai vậy. Đó, chuẩn bị lên tới rồi này. Có một bạn nhắn tin với mình là đi hang hunter hơn một chục lần mà không ra X10. Phải, mình không hiểu sao luôn á, mình thật sự nói thiệt chứ xui lắm thì 3-4 lần là sẽ ra bình X10 thôi các bạn ạ. Tại vì các bạn biết rồi, cái hang hunter xác suất nó ra bình X10 rất là nhiều. Ê, có lộn đường không vậy? Đúng rồi, xác suất nó ra bình X10 rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà nó ra thì nó ra chỉ một bình thôi nha. Còn các bạn đi các hang khác á thì xác suất nó ra bình X10 nó ít, nhưng mà một khi nó ra thì nó ra là rất là nhiều luôn. Dạ yeah. Giật dữ vậy, chớp chớp gì vậy, cho nó dừng ở đây ha. Đó, các bạn thấy không, 1600 chỉ tin nè, con Cybertooth của mình đó. Đó, cho mày ăn ở đấy đã luôn. À, đi thôi, lên đường đi thôi. Ây da, sao mà chớp vậy? Chắc là do mình chỉnh đồ quả mức medium đó các bạn ạ. Đây, bây giờ thì bay qua trụ xanh thôi. Thì mình nhắc lại với các bạn là series này á, thì mình sẽ không sử dụng Amber vào cái mục đích là mua gì ta? Mua keyboard, đó, mua các thứ như yên hay là này kia các bạn ạ. Nhưng mà mình sử dụng Amber vào cái mục đích là mình sẽ up level nha các bạn, cho mình mua X3 đặng mình up level. Chứ các bạn mà không cho mình mua X3 thì biết chừng nào mới lên level, đúng không? Với cho mình sử dụng Amber để mình có thể là đi hầm nữa các bạn. Đi hầm mà không sử dụng Amber vậy một ngày nó sử dụng miễn phí có một lần, lỡ fail lần đó rồi sao, đúng không? Ghê chưa? Với lại là hồi sinh thú nha các bạn, ví dụ như thú chết rồi, có một thú rất là tâm đắc, lỡ nó chết rồi mình phải hồi sinh lại chứ. Các bạn không cho mình sử dụng Amber là tiêu luôn ấy. Ok, đây đó, bây giờ là đến màn test nhân phẩm nha. Mình để mình làm cho các bạn xem thử khi mình trà trộn nè. Wow, ghê không?
Nhìn không ra luôn đó các bạn ạ. Nhìn không ra luôn ấy các bạn, mà núp vào cái bụi này thiệt chứ. Thấy không? Nhìn xa xa kìa. Dễ gì mà thấy được mình. Đây nhân phẩm nè. X10 đi bạn ơi. Cho xin mình X10 nha bạn ơi. Thấy chưa? Nhân phẩm tốt là nó vậy đó các bạn ạ. À. Không có X10 ngon lành. Được thêm cái khiên nữa nè. Khiên Sida vãi. Mấy cái giáp này thì khỏi nói đi. Ok, và Vân thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Và Vân thì các bạn nào đang xem, nếu thấy hay thì hãy nhớ để lại trên một like cũng như là đăng ký channel để ủng hộ mình nha các bạn. Và bất cứ thắc mắc hay ý kiến như thế nào thì các bạn có thể comment bên dưới phần mô tả, phần bình luận để cho mình có thể là sao ta rút kinh nghiệm. Ok, bye bye.